Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ban Nhạc Việt. Chỉ còn hai ban nhạc nữa chúng ta sẽ kết thúc buổi tối cuối cùng của năm 2017 để bắt đầu từ ngày mai chúng ta sang năm mới, năm 2018. Và tôi tin rằng kết thúc buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ có những ấn tượng cực kỳ sâu sắc và tốt đẹp về những phần biểu diễn, những phần thi của các ban nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ban nhạc tiếp theo, là thành viên ban nhạc cuối cùng trong đêm hôm nay của huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Và quý vị đừng quên dành cho họ những tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ. Xin mời. Vào cuối năm 2014 thì mình có một chuyến du lịch của mình rất là dài. Mình đã viết ra 1/2 bài hát, nhưng mà sau đấy thì mọi chuyện rất là bế tắc và mình quyết định là dừng lại. Tình cờ mình gặp được anh Quân. Và sau đó vào bọn mình yêu nhau thì anh Quân đã giúp mình hoàn thành 1/2 bài hát còn lại và đã ra được đến một bài hát hoàn chỉnh. Thật ra là trước khi tham dự vào vòng thi này thì mà bọn mình đã có gửi một bài hát khác cho huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Nhưng sau khi nghe bài hát này xong thì anh Nguyễn Hải Phong bảo rằng là tôi cần một bài hát nào đó có thể hơn, nên bọn tôi đã quyết định lấy bài hát này ra để tham dự vòng thi này. Martin Plus là một cái band cũng khá là mới. Các bạn còn chưa biết như thế nào là phối đệm, như thế nào là phối câu. Chỉ đến với âm nhạc một cách rất là ngẫu hứng, thiếu cái sự chuyên nghiệp. Và khi mà tập luyện cho các bạn thì cái công sức của tôi và các bạn bỏ ra rất là nhiều. Nhưng mà đổi lại một điều là tôi cảm thấy trong lòng rất là vui. Và các bạn đến với chương trình, các bạn mang một cái tâm lý là đến để tạo ra những tiết mục hay thôi, chứ không quan trọng là kết quả là gì. Và đó là điều khiến cho tôi yêu quý các bạn vô cùng. Bên mình thì hy vọng mọi người thích bài hát này, vì bài hát này viết về một tình yêu rất là đẹp và nó rất là đáng yêu và chân thực. Và chúng tôi tự tin chúng tôi sẽ chạm được đến các bạn. Ngày ta vượt qua nhau là em đã biết con tim mình bị bỏ quên ở nơi anh. Từ giây phút muôn bên anh, lặng nhìn theo anh bước nhẹ cùng mây với gió, chiều hoàng hôn buông theo bóng anh. Này anh yêu ơi, vội sao đi nhanh chờ em theo chân đường xa quanh cô.
Phần thi của các bạn đã kết thúc. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao cảm xúc của tôi thì nghe các bạn hát rất hay, nhưng mà kết thúc rồi thì tất cả các bạn lại nhìn nhau. Bạn thấy có vừa lòng với phần của mình không? Bọn em thì lúc bất kỳ khi nào mà lên sân khấu thì khi kết thúc bọn em đều có suy nghĩ rằng là hôm nay mình đã làm rất là tốt. Có cụ có câu là vợ chồng thì đóng cửa bảo nhau, thì ban nhạc cũng vậy, bọn em đóng cửa bảo nhau. Còn khi ở trước mặt mọi người hay là các huấn luyện viên thì bọn em lúc nào cũng là một team, một anh em. Vâng. Khác hẳn với anh. Đặc biệt là tôi với nghệ sĩ nhân dân Tự Long mà kết thúc phần biểu diễn là diễn thế à? Hôm nay tao bảo đứng ra bên này, sau này đứng ra bên kia. Anh Nguyễn Hải Phong, những lời vừa rồi của bạn Quân thì anh thấy có chính xác với tinh thần mà bạn anh đã truyền cho các bạn không? Tại sao là không chính xác? Tôi ở với các bạn, chơi với các bạn rất là nhiều ngày và tôi quá hiểu các bạn. Các bạn là một đội mang cái tinh thần đẹp nhất trong tất cả 5 đội của chúng tôi. Và các bạn đến với một cái ánh mắt là luôn luôn là thu nạp những cái kiến thức mới. Hãy sẵn sàng thu nạp tiếp, hãy nghe những cái lời của những huấn luyện viên ở đây và tôi tin rằng chắc chắn nó sẽ có ích cho các bạn. Nếu các bạn mà tinh ý chút xíu nhìn các huấn luyện viên á, không ai nói ai cả, hễ mỗi một cái điều gì xảy ra trên sân khấu mà nó có vấn đề là tự nhiên tụi tôi quay qua nhìn nhau. Trong cái bài diễn của các bạn có ít nhất 4 đến 5 lần gặp vấn đề và vấn đề rất là to. Thứ nhất là về tempo, tức là trước khi bắt vào cái đoạn nhanh thì các bạn chậm một cách rất là vô lý. Em xin thừa nhận là thực tế vị trí của em trong mặt nhạc này là em là ca sĩ chính chứ không phải em chơi guitar. Chị biết mà. Tại sao bữa nay chơi hình chi cho mắc tội vậy? Giống như là em vừa nghe chị đã nói ở các đoạn set ban nhạc khác rằng là cần có một sự thay đổi, thì là bọn em đã tiến tới rằng là bọn em chơi nhạc gai góc lâu và em cũng muốn có một bài hát ballad. Bài hát này là được lấy ý tưởng từ bạn nữ và em cùng nhau viết, và sau đó bọn em phối rất là nhanh để cùng làm việc với anh Phong để bọn em có thể có một cái bước chuyển mới. Hồi nãy thì anh Phong có hỏi anh Chí một câu á, là tại sao không cho bạn Hải hát chính mà để Lộc hát chính. Thế thì bây giờ chị muốn hỏi Phong câu, tại sao mới đầu vô để cho bạn nữ hát? Các bạn muốn thể hiện được một cái ca khúc sáng tác của mình trên một cái sân khấu lớn. Tôi lại chọn cái giải pháp là tôi ủng hộ toàn bộ những cái ý kiến đó của các bạn. Tất cả những điều anh Trí và chị Uyên thấy về cái việc đánh trượt trọt guitar cũng như là câu solo của bạn vào muộn, nhưng mà đây là một cái sự hy sinh và các bạn đã chấp nhận điều này từ đầu và tôi nghĩ là các bạn sẽ rất là vui vẻ. Cái điều chị thấy của em tức là cái tinh thần của các em rất là tốt, nhưng có những điều nếu chúng ta không thể làm được thì chúng ta phải tiết chế nó lại. Dự sự xuất hiện của giọng ca nữ, bạn ấy chưa đủ sức để tải một câu solo như vậy. Bạn là một trong 20 nhóm được vào đây, bạn đã vượt qua rất là nhiều nhóm. Chúng ta không thể nào bước lên sân khấu chỉ có nhiệt huyết, phải có chuyên môn, phải tính toán được cái bài thi của mình như thế nào để cho các bạn mà đã rớt và cảm thấy rằng bạn xứng đáng. Anh hoàn toàn và lại nghĩ ngược với chị Phương Nguyên, anh rất thích giọng của em. Xin lỗi Phương Nguyên. It's ok. Bạn chỉ bắt đầu có vấn đề từ lúc mà bắt đầu band và bà em hát bè, thì lúc đó thì đúng là tôi không phủ nhận được cái việc là cái bè thì nó bị không chính xác về cao độ. Nhưng mà cái lúc mà bạn hát một mình thì lại tôi lại không thấy vấn đề đó. Cái phần đầu không phải là bạn FO mà bạn không hề có hơi để hát. Không, tức là tôi lại không thấy vậy, tôi thấy nghe bình thường. Em cảm ơn anh ạ. Em muốn chia sẻ với chị Uyên rằng là em không muốn rằng là mọi người có suy nghĩ rằng là bọn em đến với cuộc thi này với một cái tinh thần nó không quyết tâm. Có thể là về cái vấn đề chuyên môn thì bọn em không phải là những người làm tốt, nhưng mà cái bọn em muốn mang đến đây đấy là cái âm nhạc của bọn em. Anh Phong thì đã từng có đề nghị với bọn em là hát một cái bài hit, nhưng mà bọn em còn nói rằng là đó không phải là bọn em. Nếu mà để được đứng trên sân khấu này hát một bài hát hit và thành công thì bọn em vẫn sẽ lựa chọn là hát nhạc của mình để cho khán giả thấy được những cái chân thật nhất của bọn em. Nhưng mà tôi cũng phải nói nghiêm túc, nếu mà các bạn đến với một cuộc thi với tinh thần của những người muốn vượt lên, muốn giành chiến thắng, thì rõ ràng chúng ta phải có tính toán, có chiến lược, phải biết điểm mạnh của mình, điểm mạnh của đối phương. Cụ thể kết quả như thế nào thì nữa chúng ta sẽ biết. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.